Xin chào các bạn, mình là Namé đến từ diễn đàn tt.vn. Thông qua bạn bè thì mình biết ở trên mạng có trang web runai.vn, đọc tiếng Việt là ru9.vn đó. Trang web này có dịch vụ là cho dùng thử nệm trong vòng 100 ngày. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là so với các dịch vụ thông thường, ví dụ các bạn cần mua tấm nệm để nằm ngủ á, các bạn ra ngoài cửa hàng rờ nắng bóp gì đó, vừa ý thì người ta giao định đến nhà cho các bạn trả tiền. Xong rồi, các bạn mua tấm nệm đó. Còn với ru9.vn thì các bạn là làm hoàn toàn trên mạng luôn, các bạn lên trên mạng lựa chọn kích cỡ nệm, thanh toán, rồi thì người ta sẽ giao nệm đến nhà cho các bạn trải lên trên giường và các bạn sẽ được quyền trải nghiệm tấm nệm này trong vòng 100 ngày. Có nghĩa là như thế nào? Trong vòng 100 ngày đó các bạn nằm, nếu như các bạn cảm thấy không thoải mái, các bạn cảm thấy là ngủ không ngon hay là vì bất kỳ lý do nào, các bạn có quyền trả tấm nệm lại, lấy tiền lại như bình thường. Còn nếu như không thì các bạn tiếp tục sử dụng tấm nệm đó và tấm nệm được bảo hành trong vòng 10 năm. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái dịch vụ này xem như thế nào nha. Ok, bây giờ mình vào thử trang web ru9.vn để xem nha. Các bạn vào thấy trang web khá đơn giản, giấc ngủ ngon bắt đầu từ đây. Có thể nhấn nút đặt hàng ngay nè. Thích thì cùng xuống thêm xem thêm thông tin. Ví dụ như là thông tin về nệm ru9 Contour Farm là một loại farm độc quyền được sáng chế và thử nghiệm để phù hợp với bất kỳ dáng người hay trọng lượng cơ thể, tạo độ nâng đỡ tối đa và giảm thiểu áp lượng cơ thể. Tính tích hợp gel lạnh không bị lún sâu. Khá nhiều thông tin. Các bạn thích lên đó xem. Nhấn đặt hàng ngay thì nhấn đặt hàng ngay nè. Có nhiều kích cỡ cho các bạn lựa chọn. Đây, đặt hàng ngay. Các bạn có thể chọn cỡ 1m22m, 25cm thì 7.690.000. Cỡ queen size 1m6 x 2m, 25cm là 11.990.000. Cỡ king size là 1m8 x 2m, 25cm là 13.690.000. Mình đã đặt cái queen size 1m6, 2m, 25cm. Bây giờ mình sẽ tiến hành thanh toán nha. Ok, tiến hành thanh toán, thông tin thanh toán đây. Họ và tên, đầy đủ họ và tên. Phương thức thanh toán, rất là nhiều phương thức thanh toán. Mình sẽ chọn phương thức thanh toán là ATM, thẻ Visa, thẻ đi. Số thẻ, khách hàng Visa. Ok, mình đã đặt hàng xong rồi đây. Thẻ HBC đã hiện tên lên báo là mình đã đặt xong cái nệm giá 11.990.000. Bây giờ mình sẽ chờ xem khi nào họ liên lạc nha, xem có nhận được mail không. Đơn hàng của bạn đã hoàn tất, đơn hàng 122 tháng 7 ngày 6 2018, sản phẩm dư lượng phương thức thanh toán. À vâng, anh có phải là anh Nam Nguyễn không ạ? Đúng rồi, anh Nam đó. À dạ vâng, ok, em đã nhận được cái đơn đặt hàng của anh. Thế khi nào? Vâng, thế thì em sẽ chuyển vào cái địa chỉ mà anh để lại trên thông tin trên cái order đúng không anh? Dạ đúng. Dạ vâng, thế thì khoảng bao giờ thì bên anh sẽ kiện để cho bên anh nhận hàng ha? Giao mà nhanh nhất là khi nào được ạ? Là nếu mà nhanh nhất thì em có thể chuyển đến cho anh là trong sáng mai anh ạ. Sáng mai, ok, vậy sáng mai giao cho mình nhé. Hồi nãy thì mình đã đặt thử cái nệm Runai kích cỡ queen size 1m6 x 2m. Mà khoảng chừng 10 phút sau thì người ta điện thoại xác nhận với mình và bảo là ngày mai sẽ giao hàng. Thì mình sẽ chờ ngày mai giao hàng, mình sẽ mở ra xem trong cái nệm như thế nào. Đây các bạn, giao nệm, để giao đến nhà mình. Dạ, anh để ở trong đây giúp mình. Đây là cái hộp nệm. Chào các bạn, đây là cái hộp nệm Runai hôm qua mình đặt mua. Cái kích cỡ của nệm là 1m6 x 2m. Cái hộp đã được người ta giao nhận đến nhà mình như thế này. Cho Vương xem nha. Ok, cũng được, một người có thể vương được cái nệm này. You didn't even know like that. Say what? You know you like that. But I pull up on you. Say what, say what. When I pull up, when I pull up on you. Say what. I say you like that, that. When I pull up on you. I said I pull up on you. Like it when I pull up on you. You know that I'm on the way. I left the blood on the tray. I just said I pull up on you. Xin chào các bạn, vậy là mình đã trải xong cái nệm Runai rồi. Nằm rất là êm, rất là đã. Cái nệm này dày 25cm, rất là dày và nó làm bằng memory foam.
Các em, mình được nằm thử cái đẹp này 100 ngày. Nếu trong vòng 100 ngày mình không hài lòng thì mình được quyền trả lại. Còn nếu không thì mình sẽ nằm luôn. Mà khả năng là mình sẽ nằm luôn rồi đó. Mình sẽ nằm cái đẹp này. Rất là êm. Các bạn có thể thấy là cái đệm này nhìn chung á, như thế này này, người nằm kế bên mình sẽ khó bị ảnh hưởng bởi vì nếu như ban đêm mình phải dậy. Em cái phần đế xung quanh và là phần trên này luôn, các bạn có thể nằm luôn, hầu như là không có mùi, không mùi gì cả. Phần phía trên này được làm bằng những cái tấm vải mà có đụng lỗ nhỏ nhỏ. Nếu như các bạn đã từng mua những cái gối memory foam của Samsonite, của American Tourister thì các bạn sẽ thấy cái vật liệu khá tương tự như vậy, memory foam. Và để thay đổi và để giặt cái này á thì chúng ta cần kéo như kéo, kéo như kéo thì mở được cái phần trên này ra và có thể giặt gắn vô lại rất là nhanh. Vi phạm phía trong có thể tháo phần nách trên ra và giặt và thay lại rất tiện. Cảm ơn các bạn, mình là Nam E và đây là cái nệm Runai. Xin chào và hẹn gặp lại. Bên coi cái đệm nha. Wow! Nhảy đi. Thích không? But I'm in the monkey on the elephant. What the monkey jumping on the bat. Thích không? Let's go, monkey. Let's go, monkey.